Xin chào quý vị nhà đầu tư. Gần đây, Netfin chúng tôi nhận được rất nhiều các cái câu hỏi trao đổi của nhiều anh chị em mong muốn được đầu tư các cái cổ phiếu nắm giữ lâu dài trong nhiều năm. Thì hôm nay, tôi đại diện cho Netfin sẽ trình bày về một cổ phiếu như vậy. Thì với chủ đề là PLX, cổ phiếu hiếm có cho đầu tư dài hạn. Thì nội dung trình bày của tôi hôm nay gồm có 3 phần chính như sau. Trước tiên là đánh giá về ngành xăng dầu. Đây là một ngành có triển vọng tăng trưởng ổn định và lâu dài. Thứ hai, PLX là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững nhất trong cái ngành này. Thứ ba là PLX tăng trưởng ổn định, cổ tức cao và có định giá hấp dẫn để có thể đầu tư nắm giữ lâu dài. Thì trước tiên là ngành xăng dầu, đây là một ngành có triển vọng tăng trưởng ổn định và lâu dài trên các cơ sở sau. Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu thì khá ổn định, khoảng 6% giai đoạn 2002 đến 2016. Thì như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đây là biểu đồ thống kê. Cái cột màu xanh chính là cái tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu ở Việt Nam. Chỉ có duy nhất năm 2011 và 12, tức là giai đoạn kinh tế trầm lắng và đi xuống, thì có cái sự suy giảm đáng kể. Tuy nhiên trung bình là tốc độ tăng trưởng tới 6% đến 2016 ạ. Thì theo hãng nghiên cứu BMI đưa ra ước tính, thì tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng kép khoảng 4,7% hàng năm trong vòng 5 năm tới. Và nó cao hơn rất nhiều so với tăng trưởng trung bình của thế giới là khoảng 1,3% ạ. Và 9 tháng đầu năm 2019 thì tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu là đạt 4,2%. Và vì sao các năm tới có thể tăng trưởng cao hơn? Bởi lẽ là cái chu kỳ mua sắm các cái phương tiện tiêu hao xăng dầu nhiều như là ô tô thì thực sự rất là mạnh mẽ trong những năm gần đây 2018-19. Thì do đó là cái triển vọng tăng trưởng tiêu thụ xăng 2020-2021 thì chúng tôi đánh giá rất là cao ạ. Tiếp theo, đó là mức tiêu thụ bình quân đầu người của Việt Nam về cái sản phẩm xăng dầu này còn rất thấp, do đó cái dư địa tăng trưởng còn rất cao. Như chúng ta có thể thấy ở đây, mức tiêu thụ bình quân đầu người của ở Việt Nam là 0,21 lít trên ngày trên người. Thì so với Philippines thì có cao hơn, nhưng so với Hồng Kông thì bằng Hồng Kông. Tuy nhiên so với các nước khác ở trong khu vực thì chúng ta còn rất thấp. Ví dụ như Malaysia là 1,08 lít, Nhật Bản là 1,22 lít, Thái Lan là 2,29 lít và Brunei là 2,36 lít. Thế do đó cái dư địa còn rất nhiều. Ngoài ra chúng ta có thể thấy một trong những yếu tố cho thấy là cái tiêu thụ xăng còn tăng rất mạnh, đó là tỷ lệ ô tô bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay mới chỉ là 20 phương tiện trên 1.000 người. Trong khi ở Thái Lan, con số này nó đã lên đến khoảng độ 400 rồi, tức là nó gấp khoảng 20 lần. Thế do đó là cái việc tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu sẽ còn rất lớn. Thì đặc biệt các cái lớp trẻ bây giờ, thì họ thường ra trường đại học khoảng vài năm là họ đã có thể sắm cho mình một cái ô tô rồi. Rồi là rất nhiều gia đình để có tới 2 cái ô tô. Thì đây là một cái xu hướng tất yếu giúp cho cái tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng trưởng tốt. Và tiếp theo, cái ngành bán lẻ xăng dầu thì đây là một ngành có quy định cực kỳ khắt khe, chặt chẽ. Do đó là có cái rào cản gia nhập ngành rất là lớn, hạn chế các cái đối thủ cạnh tranh nhau trên các cái cơ sở như. Trước tiên là diện tích tối thiểu của mỗi một cửa hàng xăng dầu bây giờ quy định rất chặt chẽ và rất rộng. Thậm chí ở Bình Dương họ quy định là tối thiểu mỗi cửa hàng xăng dầu đâu đó, tôi nhớ không nhầm thì nó lên đến khoảng 2.000 mét vuông mới được phép mở cơ. Thì đây là một rào cản rất lớn cho những ông mới. Thứ hai là khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu thì là phải yêu cầu một khoảng cách nhất định. Do đó nó bảo vệ các cái cửa hàng xăng dầu cũ được vận hành rất là tốt. Và đặc biệt, nhìn chung là nếu muốn mở cửa hàng xăng dầu thì nó phải có trong bản đồ quy hoạch của cái khu vực đó, của cái tỉnh đó, của cái thành phố đó. Và thứ ba là cái điều kiện về cách xa khu dân cư bây giờ rất chặt chẽ. Do đó là những cái cây xăng mới thì thường có những cái vị trí nó không được thuận lợi như những cái cây xăng cũ. Bởi vì đa phần các cái cây xăng cũ đều khá gần khu dân cư. Và chính vì thế cho nên là cái tiêu thụ xăng dầu nó sẽ rất là thuận tiện cho các cái cây xăng cũ. Còn các cây xăng mới thì ở cách xa thành ra là khó có thể cạnh tranh với những ông cũ được. Và cái vấn đề thứ hai, chúng tôi cho rằng PLX rất xứng đáng để đầu tư dài hạn, đó là doanh nghiệp này có lợi thế cạnh tranh mạnh và rất bền vững trong dài hạn. Thì trước tiên PLX có thể nói là một doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu.
bởi vì nó chiếm tới hơn 50% thị phần cả nước và gấp tới 2,5 lần đối thủ đứng thứ hai, đó là PVOI, và nó hơn toàn bộ các doanh nghiệp khác cộng lại. Thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là thị phần xăng dầu năm 2018 đấy ạ. Của PLX nó khoảng 52%, trong khi của OI chỉ khoảng 21-22% mà thôi. Còn các doanh nghiệp khác thì không đáng kể. Tiếp theo, cái lợi thế cạnh tranh thứ hai của PLX đó là công ty nắm trực tiếp trong tay rất nhiều các cửa hàng và nhiều hơn đối thủ rất nhiều. Ở đây, các cái cửa hàng xăng dầu có hai hình thức sở hữu. Một là cửa hàng xăng dầu do doanh nghiệp sở hữu, tức là do chính cái công ty PLX hay OI sở hữu. Thứ hai đó là các cửa hàng xăng dầu do đại lý sở hữu. Thì lợi nhuận của các công ty xăng dầu này chủ yếu đến từ các cửa hàng do chính doanh nghiệp sở hữu. Còn các cái đại lý nhượng quyền thì cơ bản là mang lại lợi nhuận không đáng kể, thậm chí có thể coi như là gần bằng không. Thì chúng ta có thể thấy ở đây số lượng cửa hàng xăng dầu đấy ạ, của PLX đó, do là công ty nắm giữ lên đến 2.700 cửa hàng, trong khi đại lý sở hữu là 2.800. Còn PVOI thì đây, họ nắm giữ có 550 cửa hàng thôi, còn 2.450 cửa hàng là do các đại lý sở hữu. Bởi vậy cho nên là cái lợi nhuận của PLX cũng nhiều hơn rất nhiều, biên lợi nhuận nhiều hơn rất nhiều. Còn trong khi các đối thủ khác đây, sở hữu lượng cửa hàng khá thấp hơn rất nhiều so với PLX. PLX có tới 5.500 cửa hàng, Thành Lễ 900, Sài Gòn Petro 1.000, Vipac thì 700. Và đặc biệt, một điều vô cùng ấn tượng nữa đối với PLX, đó là công ty này sở hữu các cửa hàng có vị trí đẹp và doanh thu mỗi cửa hàng gấp gần 2 lần so với đối thủ. Thì chúng ta có thể thấy rằng qua các số liệu là với 5.500 cửa hàng chiếm chỉ 37% mà thôi, nhưng mà doanh thu đã lên tới 52%, thị phần 52%. Thì như vậy là cái số còn lại chiếm 63% tổng số cửa hàng, gần gấp đôi của PLX, nhưng mà lại chiếm có 48% doanh thu thôi. Thì có thể thấy cái lợi thế này vô cùng tuyệt vời là như vậy. Cái lợi thế thứ tư tiếp theo đó là quy mô nhập xăng dầu của PLX thì lớn, hệ thống phân phối thì thuận tiện, mật độ rộng khắp đó. Do đó là cái làm cho cái giá thành của PLX cũng giảm hơn so với đối thủ, và biên lợi nhuận dĩ nhiên là cao hơn rồi. Thì như 2019 thì biên lợi nhuận của PLX lên đến 7.5%, cao hơn gấp đôi so với mức 3.4% của OI trong năm nay. Và yếu tố cuối cùng góp lên cái lợi thế cạnh tranh mạnh của PLX đó là công ty này, hay là trong ngành này, cái thâm dụng vốn của họ rất thấp. Tức là để có thể tăng trưởng doanh thu thì bản thân các cửa hàng cũ nó cũng có thể đáp ứng thêm cái lượng lưu lượng đến đổ xăng. Hơn nữa là cái việc mở rộng thêm của họ thì đầu tư cố định cũng không quá lớn đó. Do đó là doanh nghiệp này càng mở rộng, càng tiêu thụ xăng dầu nhiều thì lợi thế cạnh tranh sẽ càng lớn và biên lợi nhuận nó sẽ càng cao. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một cửa hàng xăng dầu bình thường bán được 10 tỷ một năm, nhưng nếu nhu cầu của xã hội tăng thì nó có thể bán được 11 tỷ một năm mà vẫn không cần phải đầu tư thêm gì đáng kể. Điều này làm cho chi phí trên mỗi đơn vị thấp hơn rất nhiều. Và tiếp theo, yếu tố thứ ba giúp chúng tôi cho rằng PLX là một cổ phiếu đầu tư dài hạn rất hấp dẫn, đó là công ty này có tăng trưởng ổn định, cổ tức hấp dẫn và định giá cũng rất hấp dẫn so với cái vị thế của nó. Lợi nhuận của PLX có thể tăng 5-10% trong 5 năm tới nhờ các yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên đó là sản lượng có thể tăng thêm 4-5%, chính là bằng cái sản lượng tiêu thụ bình quân ở Việt Nam được dự báo trong các năm tới. Thứ hai là cái tăng biên lợi nhuận của PLX sẽ tốt hơn nhờ quy mô, thì do chiết khấu sẽ được cao hơn khi nhập hàng lớn hơn này. Chi phí logistics của công ty cũng sẽ được giảm thiểu hơn khi hệ thống ngày càng dày đặc hơn, và các cái hệ thống đó thì tiêu thụ bình quân mỗi cửa hàng nó cũng lớn hơn. Rồi là chi phí quản lý bán hàng sẽ trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ giảm xuống. Rồi yếu tố thứ ba đó là tiềm năng gia tăng các cái sản phẩm bán kèm tại các cái cửa xăng này, ví dụ bán dầu nhớt, rửa xe hay là rất nhiều các cái sản phẩm khác có thể kết hợp lẫn đối với cửa hàng xăng dầu, giúp gia tăng lợi nhuận cho PLX. Và phần tiếp theo đó chính là cái tỷ suất cổ tức của PLX, là một trong những ma blue chip còn tăng trưởng và có tỷ suất lợi
rất cao, lên đến 5,5% thị giá và gần mới bằng lãi ngân hàng nhờ các yếu tố sau. Một là do PLX như chúng tôi vừa nói thâm rộng vốn ít, cần tái đầu tư không lớn, riêng cái việc là khấu hao của họ đã mang lại cái dòng tiền gần đủ tái đầu tư rồi. Thế do đó là cái lợi nhuận của họ làm ra bao nhiêu có thể trả cổ tức gần như 100%. Thứ hai là cái cơ cấu tài chính của PLX rất lành mạnh, với cái lợi dòng của PLX từ 2016 đến nay là âm. Tức là như thế này, cái nợ vay trừ đi các cái khoản tiền và tương đương tiền cũng như các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của PLX là âm. Đó, tức là công ty có thể là thu hồi lại các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, trả toàn bộ nợ vay là về không ngay. Đó, thì đây là một cái cơ cấu tài chính rất lành mạnh, rất tốt. Vì thế cho nên PLX sẽ không có áp lực phải trả gốc đáng kể, từ đó mang tiền đi trả cổ tức cho cổ đông rất tốt. Thứ ba trong yếu tố cổ tức đảm bảo này, đó là cái tiềm năng thu tiền lớn từ việc công ty có thể bán 120 triệu cổ phiếu quỹ, và với giá hiện hành thì nó có thể lên đến gần 7.000 tỷ, thì cung cấp một lượng vốn rất lớn cho hoạt động kinh doanh. Do đó lợi nhuận hoàn toàn công ty có thể trả cổ tức tắt cho nhà đầu tư với mức 5,5% trên thị giá. Và yếu tố tiếp theo giúp cái cổ phiếu PLX này rất hấp dẫn, đó là định giá ở PLI này, PLX với một vị thế độc quyền và rất chắc như thế mà PE hiện tại có 14.6 lần. PE forward cho 2020 khi chúng ta trừ đi việc chúng ta nhận được khoảng 3.000 cổ tức thì còn có 12.8 lần mà thôi. Thì thực sự mà nói so với các nước trong khu vực thì định giá của PLX chỉ bằng nửa so với các cái cổ phiếu khác tương đồng mà thôi. Thì đây là một cái điều vô cùng hấp dẫn với một doanh nghiệp độc quyền như thế. Thì chúng tôi sẽ đánh giá qua một chút về cái hiệu quả kinh doanh của PLX trong những năm qua để chú quý vị và các bạn thấy có thể thấy là cái lợi thế của nó như thế nào. Thì doanh thu của PLX thì nó cũng khá là tốt. Tuy nhiên việc đánh giá PLX chuẩn nhất chúng ta phải đánh giá sản lượng chứ không phải doanh thu. Bởi vì ở Việt Nam cái việc bán xăng dầu sẽ được hưởng cái định mức là số trăm đồng trên lít. Thế thành ra giá xăng dầu mà có tăng cao hơn một chút thì doanh thu sẽ cao hơn mà thôi, nhưng mà lợi nhuận gộp nó sẽ phụ thuộc vào sản lượng tiêu thụ. Và chúng ta có thể thấy lợi nhuận gộp của PLX tăng trưởng rất tốt đấy. Năm 2016 giờ thị lớn như này là do PLX hưởng lợi bất ngờ từ việc hàng tồn kho tăng giá rất là cao. Thì đây là lợi nhuận đột biến thôi. Còn tuy nhiên tính về sản lượng thì nó cũng tăng trưởng rất tốt đấy. Và lợi nhuận co của nó thì tăng rất tốt. 2019 đạt 14.256 tỷ lợi nhuận gộp. Và lợi nhuận sau thuế của PLX cũng tăng trưởng rất mạnh mẽ đây, trừ năm đột biến 2016 ra. Thì bóc tách thì chúng ta có thể thấy nó sẽ tăng rất là tốt. Và ROE của công ty này cũng tương đối cao, đạt 18,41% năm 2019. Thì so với OIL, cái doanh nghiệp tương đương mấy khoảng độ 40% thị phần của PLX thì lợi nhuận năm 2019 được có hơn 200 tỷ một chút, tức là chỉ bằng 1/20 của PLX, trong khi rõ ràng là thị phần của họ là bằng 40% cơ, nhưng mà lợi nhuận chỉ bằng 5% mà thôi, thì cho thấy cái hiệu quả sinh lời của PLX rất là tốt. Tiếp theo về đánh giá dòng tiền thì đây là một cái cơ sở để có thể là công ty trả cổ tức cho cổ đông. Thì chúng ta có thể thấy là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của PLX rất cao đấy. Nó cao gấp khoảng 1,5 lần so với lợi nhuận chúng ta vừa mới xem ở trên đây. Đấy ạ, lợi nhuận từ 2007 đến khoảng hơn 4.000, thì trong khi dòng tiền đây trung bình khoảng độ 5.000 tỷ một năm, rất cao. Thì trong đó là dòng tiền đến rất nhiều từ chủ yếu từ lợi nhuận, do đó nó rất bền vững. Còn khấu hao thì quanh mốc 2.000 tỷ một năm. Tương tự hoạt động đầu tư của PLX thì cũng khá ổn định quanh khoảng 2.000 tỷ một năm. Thì trong đó đầu tư cố định tại khoảng 2.100 đến 2.200 tỷ một năm. Chúng ta có thể thấy dòng tiền từ khấu hao gần đáp ứng đủ dòng tiền từ hoạt động đầu tư cố định đấy. Vì thế cho nên là PLX đã dư ra rất nhiều tiền để có thể trả cổ tức đấy. Như năm 2017 họ trả tới 3.978 tỷ tiền cổ tức, 2018 là 3.689 tỷ, 2019 đây trong năm nay họ đã trả tới hơn 3.000 tỷ cổ tức. Và chúng tôi cũng cho rằng trong năm tới, cổ tức của PLX có thể đạt từ 3.000 đến 3.500
tỷ cổ tức rất là tốt, một dòng tiền rất khỏe đảm bảo cái việc trả cổ tức lâu dài trong tương lai. Thì như vậy với trường hợp này chúng tôi đưa ra kết luận như sau: một là cái ngành xăng dầu đây là một ngành tăng trưởng ổn định và có lợi thế cạnh tranh đặc biệt bảo vệ các doanh nghiệp trong ngành này; hai là PLX có lợi thế cạnh tranh bất khả xâm phạm, vì thế rất là tốt để tăng trưởng tương lai; thứ ba là nó tăng trưởng tốt, cổ tức cao và định giá hấp dẫn. Chính vì thế chúng tôi cho rằng đây là một cổ phiếu rất xứng đáng để đầu tư dài hạn. Đối với quý vị yêu thích cái đầu tư cơ bản theo dài hạn, nắm giữ để ăn chữ cổ tức và tăng trưởng hàng năm. Và trên đây chính là cái nội dung tôi trình bày về cổ phiếu PLX. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.